Hello hello, chào mừng bạn tới với kênh YouTube tập yoga của blog Yogi Travel và mình là Thương Bình. Chào mừng bạn tới với bài cuối cùng, bài thứ 5 của chuỗi bài 5 ngày tập yoga 10 phút mỗi ngày, yoga cho cơ bụng, mông và đùi. Bạn cảm thấy thế nào sau 5 ngày? Hôm nay là ngày thứ 6, ngày cuối tuần rồi nếu mà bạn duy trì đúng lịch tập. Và bạn có cảm thấy là bị đau bụng, đau lưng, đau cơ hay là đau phần nào không? Nếu mà đau cơ là bình thường, nếu mà mình bị đau thắt lưng thì hãy xem lại việc là bạn có siết chặt được bụng, bạn có gồng chắc được phần cơ phía trước khi bạn tập không, và để ý nhiều vào vấn đề đó để bạn không cảm thấy đau phần thắt lưng nữa nha. Nào hãy bắt đầu tập bài hôm nay, bài cuối cùng của chuỗi bài tập. Trải thảm ra và bắt đầu thôi. Hãy đứng lên đầu thảm, hết lên đầu thảm luôn. Mũi chân của bạn khép lại, gót chân hơi mở ra. Mình đứng thẳng trong tư thế trái núi. Mắt bạn nhìn thẳng vào một điểm trước mặt. Nào, hít vào, hãy vươn hai tay lên trời, rướn lên. Thở ra, hạ hai tay xuống trước lồng ngực. Lặp lại lần nữa, hít vào, vươn hai tay lên trời, rướn lên. Thở ra, hai tay hạ mềm xuống trước lồng ngực. Và một nhịp cuối cùng, vươn hai tay lên trời, hít vào, rướn lên. Thở ra, hai tay bạn hạ về dưới lồng ngực. Sau đó bạn đưa hai tay ra sau, khuỵu đầu gối, gồng bụng vào trong và bạn từ từ hạ mông xuống. Hạ xuống nữa, hạ xuống nữa. Sau đó bạn nhìn xuống, bạn thấy ngón chân cái của bạn vẫn chạm dưới sàn. Và bạn xòe các ngón chân, nâng cho các ngón chân bật lên khỏi mặt sàn luôn. Sau đó bạn vào tư thế cày ghế, hai tay vươn theo mang tay rướn. Mông chỉ ra sau, cánh tay vươn về trước. Hãy nhìn chéo vào một điểm trước mặt, siết chặt đùi và mông. Hít thở sâu. Cố gắng đừng nín thở, gồng chặt bụng vào nữa. 3 nhịp nữa nha. 3 2 và 1, hai tay chắp, đầu gối thẳng và từ từ rạp người, thả lỏng xuống sàn. Hít vào, rướn lưng song song với mặt đất. Thở ra, thả lỏng rạp xuống. Hai tay bạn bám chặt, khuỵu nhẹ đầu gối và bước hai chân của bạn về phía sau trong tư thế tấm ván. Bụng giữ chặt, đừng thả lỏng thắt lưng mà hãy gồng chặt thắt lưng, nhìn xuống. Cánh tay, bàn tay vuông góc, siết chặt bụng vào. Giữ lại. Sau đó hạ đầu gối xuống sàn, lùi tay vào trong một chút. Mình sẽ đứng lên 4 điểm trong tư thế cat cow. Gồng và siết chặt bụng, chìa chân phải ra sau, tay trái về trước, hít vào rướn ra. Thở ra, hạ tay, hạ đầu gối. Đổi bên, hít vào, tay phải và chân trái vươn ra. Thở ra. 3 nhịp, hít vào. Thở ra, đổi bên, hít vào. Thở ra. Nhịp cuối cùng, hít vào. Và thở ra. Hai tay bám chặt, hai bàn chân, hai đầu gối chống chặt, mu bàn chân ép sát, gồng bụng vào trong. Hãy nâng đầu gối, hãy khép hai đầu gối chặt vào giữa thảm. Sau đó nâng gối phải, một nhịp nâng ngang vuông góc. Thở ra. 2 nhịp. Thở ra. Gồng chặt bụng vào nữa. 3 nhịp. Thở ra. 4 nhịp. Thở ra. Và một nhịp cuối cùng. 5. Rồi thở ra. Hãy bắt đầu cho chân bên trái nào. Cố lên, siết chặt bụng vào. Nâng chân trái. 1. 2. 3. 4. 5. Rồi từ từ hạ chân và lắc nhẹ người. Từ vị trí này hãy giữ mu bàn chân bạn dưới sàn. Và bạn từ từ gồng, nâng lên, nâng lên. Rồi đẩy về phía sau.
đẩy hẳn người về sau trong tư thế đào đót, tư thế chữ V ngược, rướn nhiều về sau. Kéo giãn hết toàn bộ lưng ra và bạn đá chân phải lên trời. Sau đó bước chân phải lên giữa hai tay, giữ hai bàn tay luôn tới lúc đầu gối và cổ chân của bạn vuông góc. Rướn lưng, ngẩng mặt nhìn về trước. Vươn hai tay lên trời, hít vào, rướn thẳng, vuông góc, cánh tay vươn lên. Lần này hãy đan các ngón tay và mở ngửa lòng bàn tay lên trời, nhấn hông xuống nữa. Hạ đầu gối sau một nhịp, hít vào nâng lên. Hạ đầu gối sau hai nhịp, hít vào nâng lên. Ba nhịp, hít vào nâng lên. Bốn nhịp, hít vào nâng lên. Nhịp cuối cùng hạ xuống, rồi nâng lên. Hít vào, rướn hai tay theo mang tai và từ từ đổ chéo người về trước. Hãy cảm nhận toàn bộ thân bạn rướn căng thành một đường thẳng từ mũi chân sau, tất các ngón tay phía trước kéo dài ra. Và hạ hai tay chống xuống sàn. Gót chân bên trái bạn hãy nghiêng về bên phải, đạp ngang bàn chân sau. Sau đó bạn gác nhẹ, quỳ chỏ tay phải lên đầu gối bên phải. Và nâng người lên, vươn tay trái theo mang tai và kéo lườn giãn ra, mắt nhìn theo ngón út bàn tay trái. Thay vì việc mình thấy các bạn bị lỗi sai đó là bạn khuỵu cái vai, bạn trụ lực lên vai, thì hãy nâng người rướn lên, rướn rộng rãi vai, gác nhẹ lên đầu gối thôi. Đạp chắc từ chân sau tới mũi tay trái, giữ chặt. 5 4 cố lên. 3 2 và 1, từ từ hạ hai tay, bám xuống sàn, nhón mũi chân sau lên, nhìn về trước, rút nhẹ chân trước về sau trong tư thế tấm ván, nằm rạp ngực xuống sàn. Tư thế rắn hổ mang uốn người, úp chặt thân sau, lật lên từ từ. 1 2 3 4 5, vươn người siết đùi sau và mình lật ngược về sau, tư thế đào đót, tư thế chữ V ngược, rướn người, bám tay, đẩy ra sau. Hai tay bám chắc, đổi bên, đá chân trái lên. Và bước chân trái lên giữa hai tay, bước cao lên đầu thảm, mũi chân sau nhọn chặt, rướn lưng, ngẩng mặt nhìn thẳng về phía trước. Từ vị trí này, hãy giữ chặt đùi sau và vươn người lên, nâng người lên. Nâng vươn hai tay chống lên hông và giữ cho lưng thẳng lên. Đùi sau giữ chặt. Sau đó bạn vươn hai cánh tay lên trời, kéo giãn người. Các ngón tay bạn đan lại lông vào nhau, mở ngửa lòng bàn tay, rướn lên. Kéo thẳng vai, rướn thẳng tay, bắt đầu hạ đầu gối sau xuống sàn, hít vào, nâng lên. Nhịp thứ hai, đầu gối sau hạ, hít vào, rướn lên. Nhịp thứ ba, hạ xuống, hít vào, rướn lên. Cố lên hai nhịp nữa thôi. Nhịp thứ tư, hít vào, rướn lên. Và nhịp thứ năm, hít vào, rướn cao lên. Sau đó bạn đổ tay theo mang tai, chéo người về trước, chéo thẳng băng từ mũi tay tới mũi chân phía sau, gồng bụng lại, cảm giác người là một tấm ván thẳng. Giữ. 3 2 và 1, chống hai tay của bạn xuống sàn. Từ vị trí này, hạ gót chân bên phải về bên trái, đạp ngang bàn chân. Và bạn gác nhẹ, quỳ chỏ tay trái lên đầu gối bên phải và vươn tay phải theo mang tai, rướn ra. Mình nhắc lại là như vậy khác và như vậy thì khác nha. Bạn rướn người, mở lồng ngực, kéo cánh tay, nhìn theo ngón tay út của bàn tay bên phải, giữ lại đây 5 nhịp. 5 4 cố lên. 3 2 và 1, nhìn xuống sàn và chống hai tay xuống, lật mũi chân sau,
rút chân trước về sau trong tư thế tấm ván bụng gồng chặt, đổ rạp ngực xuống sàn, vươn nhẹ nhàng lên trong tư thế rắn hổ mang, mu bàn chân sau úp. 1, 2, 3, 4, 5. Và lần này lùi ra sau trong tư thế trong tư thế em bé, lùi nhẹ ra sau. Thở dài ra, trán mềm xuống sàn. Vươn người lên, đứng lên đầu gối và lật vươn hai cánh tay, nâng người rườn hết lên. Sau đó bạn chắp hai tay về trước lồng ngực ở vị trí mà hai đầu gối bạn mở rộng bằng hông. Bạn hãy giống mũi chân lên hoặc là úp mũi chân dưới sàn, tùy vào cái độ của lồng mở lưng của bạn mà bạn chọn cách nào nha. Nếu mà bạn cảm giác là độ mở lưng của bạn thực tốt thì bạn hãy úp mu bàn chân dưới sàn. Nếu bạn cảm giác là độ mở lưng của bạn chưa tốt thì hãy chống mũi chân lên. Nào hãy bắt đầu một vài động tác nửa con camel là con lạc đà. Hít vào, tay trái chỉ xuống, tay phải vươn lên, bạn uốn người cho tới lúc tay trái chạm gót chân, tay phải mở ra sau và từ từ nâng lên. Đổi bên, tay trái vươn lên, tay phải chạm xuống gót chân dưới sàn. Lên. Lặp lại 3 hơi nữa, hít vào. Lên. Tiếp tục hãy đẩy mông, đẩy bụng về phía trước. Lên. Và nhịp cuối cùng, hít vào. Rồi thở ra, hạ người ngồi xuống gót chân, chắp hai tay về trước lồng ngực. Sau đó bạn chống hai tay về phía trước, lùi hai đầu gối ra sau. Mình tập một vài động tác khép và khao, động tác con bò, con mèo cho lưng. Hạ thắt lưng, hít vào, rướn mặt, ngưỡng khuôn mặt kéo cằm lên. Thở ra cuộn từ từ từng đốt sống, cuộn tròn lưng bạn lại. Hít vào. Thở ra. 3, hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Và nhịp cuối cùng, hít vào. Rồi thở dài ra. Sau đó bạn quay lưng về vị trí trung tâm, khép hai chân và ngồi lên gót chân. Hãy đặt hai tay lên đùi, lòng bàn tay bạn để ngửa và hai ngón tay cái của bạn chạm vào nhau. Lồng ngực mở rộng ra. Quay lại hơi thở sâu và dài một vài nhịp, rướn cho các đốt sống của bạn thẳng lên, đỉnh đầu và khuôn mặt thư giãn. Nhắm mắt và cảm nhận cơ thể bạn lại một vài nhịp. Nhẹ nhàng mở mắt ra. Cảm ơn bạn đã tập cùng Thương Bền và chuỗi bài tập 5 ngày yoga liên tiếp trong một tuần cho cơ bụng, mông và đùi. Và bạn thấy đó, chỉ cần 10 phút mỗi ngày thôi thì mình cũng là duy trì được cái thói quen, được cái lifestyle sống lành mạnh rồi. Và đặc biệt như mình đã nói ở clip ban đầu, chuỗi bài tập này được tài trợ bởi công ty mỹ phẩm Fluencer Nature của Pháp. Và mình đã chuẩn bị sẵn 10 phần quà dành cho 10 bạn hoàn thành chuỗi bài tập này. Nhớ chụp hình tự sướng gửi cho mình trên Instagram Yogi Travel hoặc là trên Facebook Yogi Travel. Thì báo là mình đã hoàn thành 5 bài tập của bạn rồi và hãy gửi phần quà cho mình đi. Nhớ comment bên dưới nữa thì mình sẽ gửi tất cả những phần quà này cho các bạn nha. Cảm ơn mọi người và chúc mọi người thành công, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.